Hello anh em, chào mừng em đến với Fit All in One. Hôm nay chúng ta nghịch tí nha. Ở đây mình có một con camera của hãng HIK nha. Sử dụng các mạng LAN. Vấn đề nó đang bị ở đây là nó đang bị hỏng anh em. Đây. Do nước không siết không chặt. Nước vào bị chập và đang bị cháy chân đây, cháy chân đồng trong này. Và bây giờ là hiện tượng của nó là chập chờn. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách tháo con này là như thế nào nhé. Camera này để mình nói mã con này là con ColorVue nhé. Nhìn màu ban đêm này, anh em nhìn thấy con mắt led không? Led này là led sáng trắng này. Nó không có hồng ngoại, nó không dùng hồng ngoại. Mà mắt cam của nó sẽ là siêu nhạy sáng. Chúng ta sẽ tháo nó ra xem có những cái gì. Về bên ngoài thì nó chỉ là một sợi dây mạng bình thường, không có gì hết. Đây là đầu dây nguồn. Đây. Đầu là đầu dây nguồn. Nhưng mà nó hỗ trợ PY. Nó hỗ trợ PY là cấp nguồn trên mạng LAN ấy. Nên mình cấp nguồn trên đây và khi nước vào nó bị một cái trường hợp là như thế này. Đây này. Do lúc lắp đặt không cẩn thận nên nó bị đứt. Nó bị gãy hở chân đây mà nước đã vào được trong này. Nên nó bị dây bị cháy. Bây giờ để sửa được nó, mình sẽ thử phục hồi cái này. Thử phục hồi cái lỗ này coi được không? Mình sẽ thử phục hồi nó. Nếu như mà không phục hồi mà vẫn chập chờn thì mình sẽ tìm cách thay dây. Và để thay được dây thì chúng ta cần phải xem trong nó có những cái gì. Và cách mở của con ColorVue, con này là sử dụng mạng LAN nhé, chứ không phải là cáp đồng trục đâu nhé. Để mình đọc thông số cho. Mã con này model DS2CD 1027 G0GL. Cái này được sản xuất tháng 5 năm 2020. Con này là 2M nhé. Con này 2M cho ra hình ảnh 1080 Full HD. Ok, để mở được con này thì anh em tìm hiểu xung quanh xem có con ốc nào không. Chắc chắn là không có con ốc nào hết. Nó chỉ có mỗi cái lỗ này. Vậy cái lỗ này sẽ cậy được cái nắp này. Anh em cầm một con vít dẹp, anh em chọc vào. Đấy. Mình chỉ cần tách nhẹ ra. Ở bên trong này chúng ta sẽ có 4 con ốc. 1, 2, 3, 4. Em lấy em vít 4 cạnh, em vặn 4 ốc ra cho mình. Rồi anh em mở 4 ốc xong rồi, em mở hai bên này cho mình. Hai bên này cái thanh này nó dán đâu mà nó không có gì đâu. Rồi sau khi bạn 4 ốc ra xong, anh em lấy một cái vít dẹp nha, anh em này cho mình hai miếng này ra. Hai miếng này dính keo à, không có gì đâu. À. Đó. Xong đây, ở đây. Đó, nó chỉ có keo. Đây. Cái này băng dính hai mặt. Nha. Chút nữa mình sẽ dính lại. Rồi bây giờ anh em nảy này lên cho mình.
này hai bên ha, này hai bên đều nhau. Rồi, anh kêu anh em nhắc nhẹ nhàng ra. Nhắc nhẹ nhàng ra. Đây. Này chúng ta tháo được bên trong của một cái camera này rồi ha. Phần lõi dây thì nó hơi khó nè. Nó đổ keo rồi thì chắc là không thay dây được rồi. Thôi chúng ta sẽ xem bên trong có gì nha. Rồi mình sẽ gỡ cụm dây này ra. Dây này xem bao nhiêu sợi. Đen đỏ là nguồn nè. 2, 4, 4, 4, 8, 8, 10, 10 sợi. 10 sợi là 8 dây của mạng. Rồi. Trong này nó có ron cao su nè. Đây là toàn bộ cái body của bên trong của cái camera. Camera nhìn ban đêm đây, color vu đây. Công nghệ color vu. Dưới này là có kèo tản nhiệt nè. Này cũng kèo tản nhiệt nè. Cái này là led kim cảm biến hay sao nhỉ? Có 3 sợi. Mình thấy có 3 sợi. Thường thì nó chỉ có một sợi, 2 sợi là nguồn thôi. Khả năng trong này nó có cả cảm biến. Chúng ta mở tiếp. Lỡ mở rồi mở banh luôn. Đây. Trước tiên mình sẽ tháo cái giắc này ra đã. Giắc này mình nhấn vô. Rút ra. Giắc này là nối mạch 1 với mạch 2 nè. Mạch này nó có sensor cảm biến hình ảnh nè. Thì mình tháo mạch 1 này ra ha. Mạch 1 này là khả năng mạch xử lý nè. Trên này có con IC. Con tụ. Rúp TBK Tết à. Rúp Tết. Rúp Tết 2001. Rút tích. Rồi mở này ra ha. Một con. Hai con. Đây. Mạch xử lý của nó đây. Mã 2001. Mình thấy con này là con chính đây nè. Mình nó có một cái đây. Nó có tản nhiệt luôn nè. Nó có up keo tản nhiệt. Còn đây là mã QR của nó nè. Rồi, để qua đây. Tiếp. Phần này là phần kết nối với này là kết nối với cái đèn, đèn led lôi ra mở, mình rút ra luôn, mình rút ra nó luôn nha. Khó tháo á, nhặn nha, cầm nha, rút ra. Rồi dây ra. Giờ mở tiếp. Đây nha. Một cái dây nè. Thân nè. Này của ron của này nè. Hai cái nẹp nè. Hai con ốc con của này nè. Bốn con ốc chính nè. Bốn ốc chính qua đây đi. Rồi. Hai ốc con. Tiếp vào đây ha.
Đây, con măng cam của chúng ta đây. Đây trong này là có sensor nè. Đổ keo dính chết luôn rồi. Đây có hai ốc để giữ sensor ở trong. Nó là cái đế tản nhiệt, giữ đế tản nhiệt thôi. Rồi, ta bỏ qua đây. Mở tiếp. Mình không biết là trên YouTube là có ai tháo con cam này chưa. Con cam này công ty mình cũng mới mua, nhưng mà nó bị hư nên mình mới tháo ra. Wow, đây là tản nhiệt nè, tản nhiệt nè, tản nhiệt. Keo dán tản nhiệt quá trời luôn. Đây con chip xử lý của nó đây anh em ơi, chip dán. Mờ quá không thấy. Mình coi coi. HK 2097 chắc ngày sản xuất ha. Chip nằm đây, chip xử lý hình ảnh đó. Giờ dặn hai ống này mình tháo ống kính ra được, mình thấy sensor luôn. Mà thôi phần đó chi tiết quá. Tiếp theo mình coi cái đèn led này có sửa được không ha. Nếu như mà sau cháy thì có sửa được không? Thông thường thì cái cam này nó rẻ tiền, ít ai sửa lắm. Người ta toàn mua mới mà. Ví dụ như hỏng con mắt cái ta thay luôn, nếu như còn bảo hành thì ta gửi bảo hành, còn không ta thay mới luôn. Để coi con sao con này lại có ba ha. Ba chân, ba dắt. Mình thấy trong này là có một cái bóng led, không có cảm biến gì hết. Đồ mẹ gì cảm biến nó nằm đâu. Thì khả năng là cái cảm biến này nó nằm ở trên con phần mềm của con này, trên chip của con này. Mình không có sơ đồ mạch của nó. Đây, mình nghĩ khả năng nó nằm trên đây. Thí dụ như ánh sáng mà tối quá thì nó sẽ kích thích nó kích cái việc kích cái đèn led này lên, sáng lên nè. Đèn led này sản xuất 20 tháng 9 năm 2019 nè, phiên bản 1.0 wireless. Ở sáng hay sao nên nó có hai cỡ sáng nên nó có ba dắt. Này. Này cũng không có gì đâu, này nhôm tản nhiệt cái led thôi. Ok, giờ mình lắp lại nha. Bây giờ sơ điểm sơ qua cho anh em nè. Con led, cái đế, mình gọi tạm gọi là mạch 1 ha. Này mạch 2 này, tản nhiệt dây ra mắt cam nó cũng không có mẹ gì ghê gớm đâu. Vít này khò tí rồi bay à. Đây có một chip này, chip xử lý hình ảnh nè, của hãng gì đây, mình thấy HK 2019, mã nó là CD5841928, không biết con hàng nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp lại nha.
Bây giờ là mình đã bung hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp lại. Oh, 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 oh
ta sẽ lắp nắp cái nắp này lại. Em để trên trước nha. Rồi, thôi nép cái dưới cùng nè, ở dưới nè ha. Cái trên mình nhét vô trước nè. Ở dưới nè. Kịch xong. Vậy là mình đã review cho anh em cách mình cho anh em cách mình tháo cái một cái cam. Cam này tên là cam HIK Color Vu. Tức là có màu 24/7, nó không có dùng hồng ngoại. Mà nó dùng chỉ còn một cái đèn trợ sáng này nó có thể hiển thị màu cho mình luôn. Còn đèn hồng ngoại thì sẽ là trắng đen. Mình vừa cắm cam vô test. Thì mình thắc mắc là tại sao cái đèn LED lại có 3 chân đúng không? Nãy mình thắc mắc, mình cũng thật sự thì mình cũng chưa nghiên cứu con này nhiều. Bữa nay là lần đầu tiên mình tháo ra. Ok. Thì cái 3 chân nãy mà mình thắc mắc á là tại sao LED lại có 3 chân đó? Thì thật ra đó là tăng cường độ sáng, tăng cường độ ánh sáng, tăng hoặc giảm. Nên nó có 3 chân. Còn nó cảm biến của nó là nằm ở trên CPU luôn, trên con chip xử lý luôn. Đây giờ mình đẩy luôn nguyên con mắt lại. Đó, đèn bật lên anh thấy không? Giờ mình bỏ ra. Đó, bỏ ra cái ánh sáng giảm đúng không? À, mình đẩy lại nè. Anh em nhìn nha. Đó, sáng đúng không? Giờ mình bỏ ra nè. Đó, đó, đó. Yếu dần nè. Rồi bây giờ mình để ra ánh sáng nè, đủ sáng nó tắt đi nè. Và sử dụng thì mình không sử dụng dây nguồn. Mình chơi thẳng dây PY cấp nguồn trên dây LAN luôn. Ok. Nếu anh em thích những clip như nghiên cứu nghịch ngợm như của mình thì mình đang làm thì hãy ủng hộ mình, like và subscribe, chia sẻ kênh ha. Nhớ nhấn cái chuông để nhận thông báo cho các clip mới nhất nha. Ok, bye bye anh em. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.